Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 để thông tin về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm, nhiệm vụ thời gian tới và trả lời những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, thì sản xuất nông nghiệp tiếp tục là bề đỡ cho nền kinh tế với một số kết quả tích cực. Năng suất lúa vụ đông xuân đạt cao hơn cùng kỳ khoảng 20 tạ một hecta. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tỉnh và lãnh đạo một số ban ngành địa phương cùng thông tin, trao đổi, làm rõ một số vấn đề phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm liên quan đến lĩnh vực xây dựng như tiến độ hoàn thành đường bay tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, quốc lộ 49, cảng Chân Mây, hoạt động của dịch vụ taxi xanh, kết luận thanh tra tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và việc rút kinh nghiệm của ngành giáo dục và đào tạo về chủ trương cho học sinh đi thi trong ngày nghỉ cuối cùng của dịp lễ vừa qua, hay tình trạng khai thác đất khoáng sản gần công trình đường dây 500 kV ở Lộc Bổn, v.v. Tình trạng phóng viên liên hệ hoặc nêu vấn đề nhưng các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương chậm hoặc không trả lời vẫn diễn ra. Kết quả đấu giá trong khu vực chợ đêm ở bến xe Đông Ba dù đã được phê duyệt từ lâu nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Quan điểm của tỉnh về hỗ trợ vốn vay cho các chủ thuyền rồng hoạt động trên sông Hương khi sắp phải hạ giải phương tiện là một số vấn đề được các phóng viên phản ánh tại buổi họp báo.